mình sẽ cho mọi người biết xoay bên trong nó coi nó có khác gì không ha. Wow, lâu lắm rồi không làm cái dòng, mấy cái dòng này. Đợt rồi mình mấy ngày trước thì mình có một về một lô SE khá là lớn. Nếu mà mọi người theo dõi trên fanpage mọi người cũng có thể thấy thì nó bao gồm cả mấy dòng K này, rồi mấy dòng mà MF3 sub, đặc biệt là có cái dòng mà Eli, cái dòng IC38 á. Cái dòng đó thật sự là hàng dự án á, mình về bao nhiêu là khách hàng đã đặt hết trước hết rồi. Hình như bây giờ hình như dư được đâu được 1-2 bộ à. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel ha. Thì mình là Khánh, thì tiếp tục với cái series giới thiệu các sản phẩm mới. Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm. Thì cái sản phẩm này thì gọi là mới thì cũng phải là mới đâu, bởi vì bên mình đã bán cái sản phẩm này từ những năm 2018 đến nay rồi. Tuy nhiên bây giờ các lô mới về thì nó có một số những cái cải tiến rất là đáng kể. Nên là mình muốn làm lại, giới thiệu lại cho mọi người để mọi người có thể nắm hơn các thương hiệu mới, rồi các sản phẩm mới mà nó có những cải tiến gì đó, rồi so với 4 năm trước mình bán đó thì các khách hàng cũ của Thiên Vũ cũng có thể nhìn vào đây để thấy được cái gọi là cái thương hiệu mà Thiên Vũ đã lựa chọn á, thì họ cũng phát triển cùng với Thiên Vũ và cũng phát triển theo từng năm luôn. Cứ mỗi năm là một cải tiến khác nhau chứ không phải là cứ đóng khung một thứ mà làm hoài. Đó, rồi ok, hôm nay sản phẩm hôm nay mình giới thiệu với mọi người sẽ là một cái sản phẩm loa đến thì thương hiệu SE Audio Technic, đó là dòng K10i ha. Rồi, bạn camera có thể quay gần lại đây một xíu. Đây, mình có một cái thùng mới vừa mới về hàng cách đây chắc mấy ngày á. Đó, thì đây một cái thùng mới hoàn toàn luôn. Đây, thương hiệu đây, K10i, mã K10i, thương hiệu SE Audio Technic ha. Thì cái thùng của SE Audio Technic thì mọi người biết rồi đó, mình lúc nào cũng tự hào cái thương hiệu này vì nó làm cái thùng rất là cứng. Thùng cứng thì được cái gì? Thùng cứng thứ nhất là khi vận chuyển đi á, đó mọi người có thấy đi rất là xa từ bên kia về mà nói chung là thùng nó vẫn còn nguyên vẹn này mọi người, nó vẫn còn vuông vức này, nó không bị móp méo gì hết trơn á, rất là đẹp đó. Rồi sơ qua nữa bên đây nó sẽ có, bắt đầu là người ta dán nguyên một cái tem có in cái logo MSE trên đây luôn để hiển thị thông số kỹ thuật tên model trên đây. Và ngoài ra nữa là nó có dán cả CP mark trên đây và nó thể hiện rõ cho mọi người là Made in China ha. Tuy là Made in China nhưng mà đây cái nhà nhập khẩu, cái nhà mà cái nhà exporter, cái nhà phân phối ra, cái nhà xuất khẩu ra là của Japanese, có địa chỉ và số điện thoại đặt hàng này. Đó, rõ ràng, và cái importer ở Việt Nam đây, cái nhà nhập khẩu Việt Nam đây. Rất là rõ ràng ha mọi người ha. Rồi. Lướt qua về cái phần thông số kỹ thuật của em nó xíu ha. Đây, model của nó nè, K10i nè. Cái diễn giải của nó là cái đây là một cái loa bass 25 10 inch nè, bass 25 nè. Tần số đáp ứng là từ 65 đến 18 kg nè. Công suất là 200W nè, tối đa là 800 nè. Độ nhạy là 95 nè ha. Max SPL 124. Đối với một loa 2 tấc rưỡi thì SPL 124 cũng khá ấn tượng ạ. Khá là tốt. Góc phủ âm cũng tương đối tốt. Đây. Đây là cái mình nói mà là nó cải tiến hơn khá nhiều so với những cái dòng mà cái đời trước á. Thứ nhất á là từ con này, từ con K10i bây giờ lên từ neo hết rồi nha mọi người. Cả bên bass cũng lên từ neo nè, bên chép lên từ neo hết nè. Mà cái voi coi của thằng này nó cũng lên 1.3 rồi. Ngày xưa nó có một inch voi coi à, đánh rất là dễ cháy chép. Mà đợt này lên 1.3 voi coi rồi. Âm lượng nó sẽ khá hơn. Mình thì mình chưa có test chất âm của nó đâu. Video clip này chắc video clip test chất âm rồi ghép dàn thì chắc là Huy sẽ làm, nhưng mà trước mắt mình nhìn qua thông số này là mình thấy nó có một cái sự thay đổi rất là đáng kể vào cái dòng loa này rồi đã. Đó, cái dòng sản phẩm này nó đã thay đổi rất là nhiều rồi đó. Đó. Rồi ok, lướt qua theo mấy cái này không quan trọng. Rồi. Mình sẽ cho mọi người biết xoay bên trong nó coi nó có khác gì không ha. Wow, lâu lắm rồi không làm mấy cái dòng này. Đợt rồi mình mấy ngày trước thì mình có một về một lô SE khá là lớn. Nếu mà mọi người theo dõi trên fanpage mọi người cũng có thể thấy
thì nó bao gồm cả mấy dòng K này, rồi mấy dòng mà MF3 sub, đặc biệt là có cái dòng mà E-Line, cái dòng IC38 á. Cái dòng đó thật sự là hàng dự án á, mình về bao nhiêu là khách hàng đã đặt hết trước hết rồi. Hình như bây giờ hình như dư được đâu được 1-2 bộ à. Thật ra những dòng đó là những cái giải pháp và những cái gọi là những cái riêng mà Thiên Vũ dành cho đến cho mọi người. Đó, nó sẽ có những cái giải pháp đặc biệt dành cho cái ngôi nhà của mình. Cần những cái loa, khi mà cần những cái loa đặc biệt thì Thiên Vũ sẽ có những cái giải pháp đặc biệt cho mọi người. Đó, ok. Trở lại với loa này. Rất là nặng nha mọi người. Đợt này có vẻ làm gỗ dày hơn ngày xưa xíu. À, camera, bằng camera cho mọi người quay cái tổng thể nó đi ha. Em nói đi ha. Mọi người để ý ha, nước sơn của nó đợt này nó làm sơn kiểu này nó khó chảy hơn cái đợt trước nè. Đợt trước làm cái sơn kiểu sơn hơi lăng láng á, nó dễ chảy lắm. Nhưng mà đợt này làm sơn đẹp nè. Nó bắt đầu cái giống cái con K12i cũng vậy, làm cái sơn nó đẹp hơn. Sơn như thế này thì nó khó chảy hơn. Ngoài ra mình cũng thích cái hàng nghe đen này ở chỗ là ốc nó làm á. Ốc nó làm rất là mượt tay. Đó, thứ nhất là thải ốc sao không à, thứ hai là nó rất là chìm vô đây, nó chìm vô đây hết này. Chứ nó không có xài mấy con ốc bốn cạnh á, mình ghét mấy cái loa nào xài ốc bốn cạnh lắm. Bắn vô phát mà vít, bắn mà vặn vô vặn ra mấy cái là nó chảy hết, nó te, nó sức rồi nó tuyệt tét cái chỗ đó luôn. Nó dở lắm. Đây là mấy chỗ bắt loa này, treo ti này. Đó. Ok. Rồi, phía sau. Made in China, design Germany. À, ghi rất rõ ràng ha, tem bảo hành đấy ha. Rồi. Cũng có ấy. Nói chung là cũng không khác về form, về dáng, không khác gì nhiều. Mà cái dòng này như mọi người, nếu mọi người có để ý á, cái dòng này là cái dòng 2,5 tấc mà mình thấy mà nó nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện tại luôn đó. Rất là nhiều bên mình, thật ra bên Thiên Vũ á, rất là hay tìm kiếm các giải pháp mà cái loa nào mà nó nhỏ nhỏ xíu như này này, nhưng mà công suất đáp ứng với cái SPL của nó đạt được nó cao á. Để làm gì, vì thật ra nhiều khi khách hàng không có muốn là cái loa nó quá lớn so với cái không gian của mình á. Mọi người để ý đi, chẳng hạn như khi mọi người lắp một cái bộ loa vô gia đình, nếu mà cái loa, nếu mà nhà không gian nhà mình nó rộng á thì không nói làm gì. Nhưng nếu mà không gian nhà mình như là căn hộ nè, rồi hoặc là những cái phòng khách mà mình có những cái vật dụng trang trí rồi á, mà mình đưa những cái loa 2,5 tấc 3 tấc mà kích thước nó quá lớn thì vô nó hơi chiếm không diện tích á, thì mọi người thấy nó khá là thô, đặc biệt là loa này nữa, nó xù xì, nó đen nữa, rất là xấu. Nên là thường Thiên Vũ sẽ tư vấn cho mọi người cái loa nào nó phù hợp với nhất với không gian. Nếu mà nó càng nhỏ gọn càng tốt. Càng nhỏ gọn nhưng mà chất âm phải hay nha. Đó, nên đó là cái Thiên Vũ đang muốn hướng tới. Thì nếu mà khách hàng nào qua Thiên Vũ mà được tư vấn, Thiên Vũ tư vấn á, thì chắc là khách hàng cũng sẽ hiểu cái chuyện đó. Rồi, ok. Clip thì nó chỉ ngắn thế này thôi, không có gì nhiều. Bởi vì setup với ghép dàn á, thì bạn Huy bạn sẽ ghép dàn, còn mình chỉ review sơ qua cho mọi người về thông số kỹ thuật, về cái hình thức bên ngoài của em loa này thôi. Nếu như mọi người thấy clip này hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để mình tìm kiếm các sản phẩm khác mới hơn, mình đưa về mình giới thiệu cho mọi người, rồi mọi người với mình cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức với nhau về cái ngành audio này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.